cái phát tài này nó bự dữ dằn. Dạ. Mày chặt nguyên nhánh đó luôn hả? Chặt cho chóng. Chặt luôn nha. Mày nữa hả? Thôi đi, đi lên rồi. Mẹ chặt luôn. Chặt còn nữa. Thì đâu cho bộ đi, lại mua bán. Vậy chồng luôn hay là chặt cái từ rút ra? Rồi thôi. Lấy ra xuống, cưa cưa từ khúc á. Vậy nó sống là sao? Ngâm nước ở ngay ghế không ta? Hả? Ngâm nước ở ngay ghế. Trời ơi, bà chặt chị cắm ngâm nước chi? Chặt không cắm. Còn nếu bây giờ không kịp cắm thì chặt rồi để dựng dưới đất nè mình tí nữa. Thì mà muốn chồng chồng muốn chăm chăm. Để vô bộ luôn.